Hôm nay thì Linh Anh sẽ quay trở lại với một ca cấy môi nano vừa hoàn thành xong nha cả nhà. Nhìn vào đôi môi này thì mọi người sẽ biết là một đôi môi đẹp mới vừa làm xong nó sẽ như thế nào. Môi không có hề sưng gì hết nha, màu môi cũng rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ cho mọi người nhìn lại cái hình ảnh trước đó nha. Đôi môi cũ thì bị thâm khá là nặng, đặc biệt là ở viền môi. Và sau đó thì master bên em đã khử thâm để cân bằng sắc môi, định hình lại dáng môi. Cuối cùng thì master sẽ cấy môi vi chạm nhẹ nhàng lên môi nha. Thành phẩm cuối cùng là một đôi môi rất là xuất sắc luôn, màu môi siêu xinh và tự nhiên. Nãy giờ mình coi gương chưa chị? Có rồi á. Chị thấy đôi môi của mình như thế nào ạ? Rất là xinh, màu môi rất là đẹp, dáng môi thì hài hòa mà không hề già một xíu nào hết á. Dạ biết sao không, tại vì ngày xưa là người ta thể sẽ đi một cái viền môi đậm nên nhìn sẽ hơi già, còn bên em là sử dụng công nghệ cấy vi chạm tự nhiên nha, nên làm xong không có bị già gì hết á. Chưa hết là sau khi khử đi môi thâm ban đầu, cấy một màu môi mới thì khuôn mặt của mình sẽ tươi tắn, rạng rỡ với nhìn trẻ hơn. Làm môi xong là mình thấy mình trẻ hơn bao nhiêu tuổi ạ? Trẻ hơn 2 đến 3 tuổi lận. Dạ, cấy môi nano xong á là không hề già mà còn trẻ hơn từ 2 đến 3 tuổi lận nha mọi người nha. Với đôi môi căng mướt, môi này là không có hề sợ bị trôi luôn, đẹp 24/24 luôn. Những chị em nào mình đang gặp cái tình trạng là môi thâm, môi nhợt nhạt, muốn tạo một đôi môi mới đẹp hơn thì có thể tham khảo công nghệ cấy môi nano bên em nha.